gặt gần xong rồi. Đấy lùi anh em nhá. Lúa đây của anh lại mình luôn này. Con đi chơi chơi đây người ta quả xem rõ nét đi. Ba đi ra đông hãy đêm cầm đèn đi soi đi. Đi. Wow, đêm cầm đèn đi soi. Được ạ. Và chỗ nữa răng. Bà về có ai xuống nó trong bể không biết. Biết mớ. Chạy về đừng nói chạy về điền bà chứ. Thôi, bà bên cạnh nhà mà. À. Dùng một phát nhìn thấy mua thì ốp cái mày gặt nó mua thấy. Miếng bổ bà. Có chứ. Xá đấy nhỉ. Xá. Quá. Quá chà. Cỏ thôi giờ xem á. Có không? Có hả? Tao nói tay vì mà rơi thì cả đời không bao giờ có. Đi ra đi. Đi ra đi. Để đó. Wow, để đó. Có sắp thiêng với bạn đấy. Lấy mà. Ra mình thế ra giữa mày cái mình thế. Ở đâu đi đấy. Hả? Vì hôi chứ đi cả nhiều mà. Phải mày vừa nước càn nước mới vô mà. Mày vừa hôm vừa mưa. Hôm vừa mưa nước khô mà. Quả cả xe con chắc luôn mình nè.
Quá để được. Đi ra thường thì thấy có cáo này kèn được lên cả cái yên hay lên thủ nữa lắm. Đội sói này, đội sói này, con đen sói. Đây cái đêm á, mưa, khoảng 12 giờ đen đấy, đây chỉ đông đấy luôn mà mưa. Đó. Mình buồn quá, mình cầm mình cà phê để ngủ cơ. À. Mình cầm đen xuống sói, cầm dao đi chặt cá mà. Sợ mưa chứ. Linh khí mà còn xịt lên xịt xuống nhỉ. Đây. Biết. Hai thanh niên rơi ở bụi những đứa con mô. Quả sẽ đi. Sẽ mày. Mắt à? Chuột mắt chứ. Quả cá này. Nhìn đây. Quả cá ăn đây. Cá đó. Chúng này thì rõ lắm. Rõ mà. Thành điên là một cá đi này. Dạ, của em. Thiếu một cá rồi.